Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất. Quỳnh Bảo Ngọc. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Chúng ta đang đến với những giây phút cuối cùng để tạm biệt chương trình Mắm Gia Đình Việt. Và những giây phút này hết sức là quan trọng đối với gia đình của Thắm. Bây giờ chúng ta sẽ có mấy logo? Hai. Em chọn đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em chọn bất cứ số nào. Số 6. Số 6. Thắm số mấy? Dạ số 8. Số 8. Anh trai cùng với Trần Kim Hải ra đây, chúng ta mở số 6. Con số đầu tiên rút nào. Gì đây? Ống thép Hoa Sen bền vững đến tương lai. 15 triệu đồng. Đó là con số đầu tiên. Rồi chúc mừng. Và chúng ta sẽ rút số 8. Khoan con, bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ lại. Mình có tư vấn số nào không? Số nào? Số 3. Thay đổi không? Số mấy? Số 3. Đó, mọi người nói chứ chú không có nói gì nha. Đó, mọi người nói chứ chú không có nói gì nha. Chú đã nói gì đâu? Số 3 đúng không? Ok. Mở số 3. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất. Quỳnh Bảo Ngọc. Bốn mươi triệu đồng. Nào chúc mừng, mời Trần Kim Hải và em trai qua đây. Như vậy là chúng ta đã có hai bản logo. Ống thép Hoa Sen bền vững đến tương lai 15 triệu đồng. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất 40 triệu đồng. Và như vậy là em Thắm có số tiền là 55 triệu đồng. Chúc mừng. Con cảm giác thế nào? Con cảm giác là xúc động và vui vẻ. Vui vẻ đúng không? Có bao giờ nhà mình có nhiều tiền như vậy không con? Dạ không. Còn bây giờ thì chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho gia đình em Thắm 55 triệu đồng. Quyền Linh mời cả ba gia đình ra đây, mình tổng kết số tiền và mình trao giải luôn. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.